Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh Thế Anh Mua Bán Ô Tô của em các bác nhé. Hôm nay em xin phép được lên sóng em Gentra Sedan sản xuất 2009 các bác nhé. Được trang bị la răng đúc nhé. Em này thì tổng thành xe là còn rất là mới. Bây giờ em sẽ đi về phần nội thất cho các bác xem. Thất thì màu kem nó rất là đẹp đấy các bác nhá. Trần nỉ vẫn còn rất là mới, còn nguyên bản theo xe luôn. Xe thì tương đối là rộng rãi nhá các bác nhá. Chỉ còn nguyên bản, gầm bẹ chắc, máy móc thì êm các bác nhé, cực kỳ êm luôn. Xe này tổng xe ra thì nên là không có dịch vụ taxi gì cả các bác nhé, xe đi rất ít, được nội thất rất là mới nhé các bác nhé. Với chiếc xe này thì liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888, địa chỉ xem xe trực tiếp ở bên em đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Em này thì nốt 4 quả còn rất là mới nhé các bác nhé. Bác nào mà xem video lần đầu tiên của em thì cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để có thể tiện theo dõi những video tiếp theo của em. Em này thì bên em đang báo giá là 155 triệu các bác nhé. Bao rút hồ sơ cho các bác. Bác nào mà thiện chí thì liên hệ em. Có những thắc mắc gì thì các bác cứ bình luận ở phía dưới để em có thể giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bác về chiếc xe này. Rất đẹp phải không các bác? Em xin phép được kết thúc video ở đây. Thì em cũng xin kính chúc các bác và gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe. Các bác sẽ chọn được những chiếc xe mà mình ưng ý với giá cả hợp lý các bác nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Em xin hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo.